Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với Đồ Gỗ Hiền Lành. Vâng, hôm nay là ngày 20 tháng 6 thì cơ sở đồ gỗ Hiền Lành tiếp tục giới thiệu tới toàn thể quý khách hàng trên toàn quốc một mẫu sản phẩm nữa là hoành phi câu đối gỗ gụ. Đây là bộ hoành phi câu đối gỗ gụ làm theo đơn đặt hàng của anh Tuấn ở Tĩnh Gia, Thanh Hóa. Anh đã đặt chúng tôi rất lâu rồi, thì hôm nay với xong phần mộc thì chúng tôi sẽ quay lại video báo cáo với anh Tuấn là hàng của anh đã xong rồi. Và cũng gửi tới toàn thể quý khách hàng trên toàn quốc một video clip về bộ hoành phi câu đối lồng cuốn thư. Thì bộ hoành phi này có kích thước là dài 1m97, rộng 67. Phần ván bên trong chúng tôi làm dày 3 phân liền khối, chưa kể phần ghép nổi bên trên. Và ở giữa cuốn thư là chúng tôi chạm 3 chữ Đức Lưu Quang. Phần khuôn chúng tôi làm dày 7 phân, to 10 phân. Được đục tay kênh bong sắc nét. Quý vị đang chiêm ngưỡng đây là bức hoành phi lồng cuốn thư. Đây là sự kết hợp của hoành phi và cuốn thư. Đây là kết hợp 2 trong 1. Và câu đối là câu đối long hóa mai. Thì bên trên chúng tôi đục đầu rồng và phía dưới thì chúng tôi đục mai, gọi là long hóa mai. Phần diềm chúng tôi đục chim trĩ hoa hồng, và bên phải này chúng tôi chạm là tổ tông công đức thiên niên thịnh. Đây là câu đối nguyên chữ nho. Quý khách nào có yêu cầu làm phần phụ đề tiếng Việt thì chúng tôi sẽ làm, còn không bình thường thì chúng tôi chỉ để chữ nho không thôi. Bên trái là chúng tôi chạm tử hiếu tôn hiền vạn đại vinh. Toàn bộ phần diềm là chúng tôi đục chim trĩ và hoa hồng. Quý vị đang chiêm ngưỡng đây. Đây là bộ hoành phi câu đối bằng gỗ gụ. Câu đối chúng tôi làm dài 1m97, rộng 28 và dày 4 phân. Trong các clip trước thì cơ sở đồ gỗ Hiền Lành đã giới thiệu rất nhiều mẫu mã hoành phi câu đối rồi. Bình thường thì hoành phi là đi với câu đối phẳng, nhưng anh đã yêu cầu đặt là câu đối long hóa thì chúng tôi đã làm theo đúng yêu cầu của anh. Thì trong clip này chúng tôi cũng gửi tới hai khách hàng ở đang ở Hà Trung, Thanh Hóa cũng muốn mua một bộ hoành phi câu đối như này. Thì quý vị có thể liên hệ tới Đồ Gỗ Hiền Lành qua hai số hotline trên màn hình 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi nằm tại làng nghề gỗ mỹ nghệ La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Vâng. Quý khách hàng hãy đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất. Và hẹn gặp lại quý vị trong các clip tiếp theo.